Sáng nay ngày 22 tháng 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Logistics Việt và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm PepsiCo Việt Nam tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình liên kết sản xuất giống khoai tây FL2215 chuyên phục vụ chế biến tại huyện Hoàng Hóa. Vụ đông năm 2023-2024, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Hoàng Thành, huyện Hoàng Hóa đã thuê lại đất của nhiều hộ dân để trồng cây khoai tây với diện tích tập trung 16 hectare trong đó có mô hình thử nghiệm 4 hecta khoai tây liên kết với công ty cổ phần Logistics Việt Trang được trồng bằng giống FL2215. Đây là giống khoai tây do công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm PepsiCo nhập từ nước ngoài và độc quyền phân phối để thu mua chế biến snack khoai tây theo chuỗi. Quá trình sản xuất, hợp tác xã đã được công ty chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Giống khoai FL2215 có nhiều ưu điểm, phát triển khỏe, có nhiều tầng củ, chống chịu thời tiết phức tạp kháng sâu bệnh tốt nhất là nấm dẹp héo xanh sương mai khoai đạt yêu cầu cao về kích cỡ chất lượng và độ đồng đều sau 100 ngày trồng đến nay diện tích khoai tây đã cho thu hoạch năng suất trung bình đạt 32 tấn một hecta với giá công ty thu mua tại ruộng là 8.000 đồng một kg trừ chi phí mỗi hecta khoai tây cho lợi nhuận 120 triệu đồng kết quả của mô hình là cơ sở để ngành nông nghiệp thanh hóa tiếp tục mở rộng diện tích theo vùng sản xuất hàng hóa tập trung hình thành mối liên kết bốn nhà trong chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích